Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ review về một con gạch tay năm 2022, đó chính là gạch tay Don Onitaizen. Đó, các bạn có thể thấy không, cái phần bốc của nó rất là bự, nên cái cam của mình phải lùi xa cho tay mình mới lấy được hết cái bốc của nó các bạn. Cái bốc của nó rất là bự luôn nha. Đây các bạn xem nè, đó, 1 gạch, 2 gạch, 2 gạch rưỡi, và chiều cao thì cũng tầm 1 2 và 2 gram rưỡi của mình, rất là bự luôn các bạn. Đó, rất là hoành tráng. Cái con rạch tay năm nay thì rất là hoành tráng luôn các bạn. Đó, vừa bự mà vừa khá là đẹp nữa, đồ sộ luôn các bạn. Đây thì ở đây thì các bạn có thể thấy được cái logo của bộ phim Don Roder, logo của tôi nằm ở đây, logo Bandai và dòng tên chữ Nhật đi Don Onitaizen. Và các bạn có thể thấy con Onitaizen đang ngồi chễm chệ ở đây, bự thù lù luôn, và trên kia có hàng chữ Bandai Namco. Đấy, qua mặt bên chúng ta có các cái Oni như là Momotaro, đây Momotaro, Saru, Onister, Inu, con này là gì, cái gì hả? Và đây mặt sau nó vẫn có hình ảnh của Onitaizen, mặt trên thì các chiến binh Don Roder. Đấy, và mặt dưới cũng có hình ảnh của Onitaizen. Rồi, cái mặt nào cũng có hết, rất là ngầu luôn các bạn. Và bây giờ mình sẽ unbox ra nha. Ok, ta là, và đây là bên trong của cái hộp Don Onitaizen. Chúng ta có 5 cổ máy, mình tạm thời là cổ máy nha, cho tại vì cái bộ phim này mình vẫn chưa xem kỳ chứ lắm nên mình không biết gọi nó cái gì, thôi mình gọi tạm nó là cổ máy nha. Đầu tiên thì mình sẽ review cái con này đi. Con này là Don Robotaro. Lấy trên hình dạng thiết kế của Momotaro. Ở đây thì các bạn có thể thấy thì cái hai cái giáp ngực của nó thì chúng ta có thể tháo ra như thế này. Chúng ta gắn vào, tháo vào được là có chủ đích hết đó các bạn. Sau này nó sẽ có một cái dạng mới, hình như mình cái dạng gì mới ra đây nè các bạn. Và đây thì chúng ta có thể thấy phần đầu của nó có một cái quả đào hồng ở đây, nhìn khá là cute for my way. Đây các bạn thấy không, nó có một cái quả đào hồng. Đấy, và sau này nó có một cái búi tóc, tại vì hình dạng thiết kế của Samurai các bạn, búi tóc như thế này. Và có một cái mũ nhìn giống cái kiểu Samurai, kiểu như Shinkenger rồi đó các bạn. Đó, khá là ngầu. Và hai phần tay thì các bạn không thể xoay lên xoay xuống được, mà chỉ có xoay như thế này thôi. Đấy, và trong này nó có một cái logo tròn như thế này. Và khớp chân thì như mình đã nói thì cái con này nó như là một cái bản cải tiến các bạn của robot á, rất là nhiều khớp đã lên. Nhưng mà rất tiếc là cái phần giáp hông này nó không có mở được, thì Bandai chơi hút máu con vật, chuẩn bị nó sẽ ra một cái con Robotaro mới, cái phần giáp hông này có thể mở được, rồi thêm các cứ động khớp đồ nữa các bạn, rất là hút máu con vật. Đá lên đá xuống và như thế này, và phần khớp như thế này các bạn có thể bẻ đấy, xoay qua xoay lại đó. Đấy, đấy, đó, đấy, thấy không? Đấy, và phần đầu các bạn có thể xoay 360 độ luôn. Đó, ở đây thì làm như là một cái mặt kính vậy đó các bạn ha. Nhìn khá là sting, giang lách, một biệt đội giang hồ các bạn. Đấy, đó, nhìn con này nó khá là đồ. Đó, đó, các bạn có thể thấy không? Những cái chi tiết sau này nó nâng cấp lên khá là bự. Một con này chắc tầm một cái con gạch tay của cái dạng hồi xưa như là Bokinger gì đó các bạn, đứng ngang bằng luôn á các bạn ha, rất là cao to đỏ và hôi không có to hôi mà đỏ và hôi các bạn. Đấy, rất là bự. Rồi, tiếp theo là sẽ review con này đi, tại nó mới ngã. Cái con này là mình không biết nó là cái gì, nhưng mà mình chỉ theo như mình xem review thì con này được gọi là Oni Sister Momo Don Robotaro, Oni Sister Robotaro các bạn. Đó, Oni là quỷ hả? Con này là quỷ hả các bạn? Chị quỷ. Đó, thấy một hình dáng. Và con này nhìn khá là phèn, tự nhiên nó có một cái này nhìn khá là phèn luôn. Đó, cái chân nó đá như thế này, nhìn phèn chúa luôn các bạn. Con này không có một cái cử động khớp gì đó cho nó sang chẳng được ha. Nhưng mà cũng bự đó các bạn, cao đó. Ồ, một gang tay, một gang gần bằng một cái con gạch tay. Nhìn giờ tiếp theo tới con Saru Robotaro. Đây là con Tinh Tinh. Nhìn này khá là giống Tinh Tinh ngoài đời ha, nhưng mà phần tay nó khá là dài. Phần tay các bạn có thể xoay và các bạn có thể rút nó ra được luôn. Chắc sau này nó gắn thêm một cổ máy tay nào khác chăng. Đây các bạn gắn vào. Và phần tay các bạn có thể mở ra. Đấy, các bạn thấy không? Đó, các bạn có thể thấy con Tinh Tinh này múi rất là nhiều, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 múi. Múi những chị em mơ ước. Và bạn đeo kính chăng, kính đen, kính râm, kính mát. Và tay này các bạn có thể xoay thoải mái ha. Các bạn có thể xoay thoải mái, nhưng mà tay này các bạn xoay là cái đầu nó phải đi theo. Này các bạn xem nè, đó cái đầu đi theo rất là dị.
rất là dị luôn. Và cái đầu các bạn cũng có thể tháo ra luôn. À, con này khá là dị. Đấy, bằng chân này các bạn có thể xoay. À, biên động khớp con này khá là nhiều. Con Onitaji này thì biên động khớp thì mình thấy còn như này thì biên động khớp nó nhiều ha. Còn cái con này thì khỏi nói đi. Mình chả thấy nó có thú vị gì. Tiếp theo là con Inu Robotaro. Nó là một con chó. Đây. Cái chỗ này là bên SMB là nó sơn lên này các bạn. Với là cái khớp của giáp hông của con kia, giáp váy là SMB nó có làm mở ra được mà bên bạn đấy thì nó không làm được. Rất là chưa trò mất dạy. Đấy, thì con chó này thì các bạn nhìn xem, các bạn có thể thấy cái cổ của nó ở đâu. Con chó này con chó cổ rụt. Đó, một giống chó mới, chó cổ lùng. Đấy. Như thế này phần đuôi của nó thì các bạn có thể xoay như thế này. Đó. Và như thế này thì các bạn có thể chắc là sau này nó sẽ có một cái gạt tay hoặc bạn đứng lên như là Chocho Tokyo hoặc là như là Bokinger, nó có cái chân đứng lên như thế này nữa này các bạn. Đó. Có chuỗi. Và phần chân này các bạn có thể tháo hoàn toàn ra. Đấy, như thế này. Phần chân có thể đưa lên. Đây. Rồi. Xong con chó. Tiếp theo đến con cuối cùng là con Kiji Robotaro. Con này là cái gì? Gà hả? Gà tiếng hóa hay con chim? Con này con gà hay con chim đây ta? Nhưng mà nó nhìn nó cũng khá là cơ khí đó các bạn. Màu clear này nhìn rất là đẹp ha, màu hồng. Đây thì đầu cũng đeo kính râm như thế này luôn. Và cái được này được sơn. Trong là mấy con robot này thì sơn khá là ít các bạn, còn đa số là màu nhựa thôi. Và đây là phần đuôi của nó, phần đuôi. Các bạn có thấy đuôi không? Nè. Và con này cái cắm nhất thì gặp như thế này. Và phần cổ ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái chuyên mục chính, đó chính là gắp tay các cái hợp thể những cái con này lại nha các bạn. Ok. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ phải ráp chân trước đi. Các bạn con chó này nè, các bạn sẽ cầm và các bạn xoay nó xuống. À. Đấy. Rồi, các bạn đẩy lên. Đấy, đây là xong cái phần chân. Cái lỗ chân ở đây. Ha. À. Con này ráp rất là dễ. Rồi, tới con Odysseter Robotaro. Và các bạn phải xoay cái đầu nó lại. Các bạn đẩy tới như thế này. Các bạn phải đẩy cái đầu nó xuống. Và các bạn hai tay vô. Đấy. Và các bạn phải đẩy cái phần chân này lên. Và mở cái phần chân này ra. Là xong một cái chân. Tiếp theo là con này. Con này đi. Đây là các bạn phải lấy cái múi của nó ra. Đây, múi bạn nào cần không? Mình ship cho. Và các bạn tách ra. Phần chân. Phần chân này cho các bạn đẩy lên như thế này. Rồi mình xoay phần tay lại. Là xong. Cái tay. Bên này bạn cũng đẩy cái chân lên. Và cái phần đầu các bạn đưa đây này. Ui, sức đầu rồi. Xong, một bên tay nữa. Tới con này nè. Con này mà đợt mình mới mua về là con này mình mò nửa tiếng hồ mình mới biết gọi ráp. Là mình tháo hai cái này ra. Con này, đây. Bạn phải gặp nó lại, đấy. Đưa ra. Đó. Những chi tiết rất là nhiều. Tới con robot Taro. Bạn lấy phần mũi ra. Và phần tay, các bạn nhìn cái tay giống như con gì ta? Giống con rat quyền vương. Ảo liên quân. Nà, bạn đẩy lên, xoay qua. Ở bên này, đẩy lên, xoay qua. Như thế này các bạn có nhìn thấy giống như cái gì ta? À, phần mắt của Dino, camera Dino các bạn. Hoặc là như mà các bạn trí tưởng tượng sâu hơn thì các bạn có thể, có nhiều bạn nói là nó nhìn giống một quả đào. À, nhưng mà mình thấy nó giống cái phần mắt của camera Dino các bạn. Khá là giống luôn ấy. À, rồi như thế này các bạn phải bẻ phần đỏ này xuống. Thế. Rồi các bạn sẽ gắn vào. Onisitor sẽ ở bên này nha. Đây. Rồi. Bên này cũng vậy. Xong phần chân. À, chưa gì phần chân là thì khá là khổng lồ rồi đấy. Rồi. Tiếp theo là sẽ gắn phần tay. Phần tay đây. Và phần khớp đây. Đây, và các bạn gắn vào. Tiếp theo là cái này. Gắn vô.
Rồi, kết xong, đẹp tuyệt vời. Tiếp đó chính là gắn cái phần con chim này vào phần trong đây, gắn vào chỗ này các bạn. Đây. Chỗ này đây. Mình gắn vào chỗ này. Rồi xong. Một bước nữa là các bạn đẩy lên, là nó lòi ra nha các bạn. Các bạn gắn cái muối nó vào. Đến robot cũng có muối mà. Các chàng trai không có muối thì làm sao được. Đấy. Rồi, mình sẽ chỉnh lại cái cam nha. Đó đó, thấy gì chưa, thấy gì chưa. Và sau đó chúng ta sẽ đổ cái muối nó vào. Đây. Và các bạn hãy chú ý phần ở đây. Và khi các bạn đẩy xuống thì cái mặt logo của Don Roder nó lọt ở đây cho đây. Một quả đà. Nhìn nó khá là cute các bạn. Bạn thân cánh, bạn gặp số. Đấy. Là xong hoàn thành Don Onitaiji. Bà nội chào nó bự. Rất là bự. Cái này mà đứng ngang với cái con như là Gao hay là Bokenger mà dạng năm con. Chắc đứng mới thế này các bạn. Con này được gọi là con gạch tay khổng lồ. Đấy, trong cái dạng mét lẻ. Mét như thế này. Rồi, hai cái phần đuôi của nó này. Đây. Như thế này các bạn tách ra. Các bạn gắn lên cái phần chân của con khỉ. Đấy. Xong. Nó phất cờ khởi nghĩa các bạn. Đấy. Gắn cái kiếm nó vào là nó phải cao tầm bao nhiêu đây? 30 mấy mét, 30 mấy cm. 30 mấy cm đó các bạn, 36 cm luôn. Mình thấy cao vãi lên luôn ấy. Cả 36 cm là tính chưa có gắn cái cờ vào. Đó. Các bạn thấy không? Rất là bự. Và nhìn cũng khá đẹp chứ bộ. Chỉ tiếc là cái phần váy này nó không có mở được, chúng ta sẽ bô một cái dáng mà nó ngồi. Bia cử động tay thì các bạn muốn cử động thì các bạn phải như thế này. Đưa nó ra. Bạn có thể sáng tạo với cái con Robotaro này. Cái dạng bay, để nó bay. Mà biết nó bay cái nổi không? Cắn cái chút bé bay con robot khổng lồ như này, chắc té cái rầm. Đấy, còn tay các bạn, đây, xoay được. Cử động ra, làm vô. Đây. Đó. Đập đập ngực rồi nè, đấy, con này đây cũng vậy. Đấy. Đó. Cử động rồi, khá là thoải mái, xoay rồi như thế này. Đó. Con này cũng khá là đáng chơi đó, các bạn nên thử mua một lần. Về các bạn trải nghiệm. Đây, đó. Và các bạn muốn cầm kiếm, các bạn hãy mở tay ra. Và rút cái kiếm đó ra. Bóp lại, đấy, xong. Đó. Nó đang cầm kiếm. Đấy. Rồi nào. Ngầu lòi liền. Các bạn bôi dán, tạo dán rồi như thế này. Ê, không ngã nha. Ngã là quê lắm nha. Đấy. Các bạn thấy không? Tạo dán, các bạn có thể tạo dán rất nhiều nhưng mà mình không có biết là tạo như thế nào. Nghe chồng. Mình không có nó coi cái bộ phim này mà không biết bôi dán như thế nào cho nó ngầu lòi. Chỉ biết là như thế này. Đó, các bạn thấy không? Rất là bự đẹp nặng luôn các bạn, nặng hết chầm một hồi mỗi tay luôn các bạn, chầm ráp một hồi mỗi tay luôn á. Rồi xong, đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Rồi ok, ráp là xong, không còn luyến tiếc cái gì nữa. Video của mình đến đây các bạn kết thúc. Nếu như bạn thích video này cho mình một like và một subscribe kênh ủng hộ cho channel của mình nha. Nếu như các bạn muốn cái hỏi giá như cái này bao nhiêu tiền thì các bạn có thể bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Ok, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye. ちっちゃん見てるね。これ。